Lý Nhã Kỳ chi 40 triệu đồng cho một tiếng chụp ảnh với ngựa. Diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa chi 40 triệu đồng thuê một chú ngựa bạch mang vào studio làm đạo cụ thực hiện bộ ảnh mới. Lý Nhã Kỳ vừa có lần đầu mạo hiểm đứng trên lưng ngựa tạo dáng chụp ảnh. Tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ để có bức ảnh ấn tượng. Trong khi đứng trên lưng ngựa, tôi cứ lo con vật này sẽ cử động, hất mình ngã nhào, nhưng may mắn buổi chụp diễn ra suôn sẻ, không gặp sự cố gì, Lý Nhã Kỳ kể. Diễn viên mặc váy xuyên thấu hóa nữ kỵ sĩ. Lý Nhã Kỳ cho biết cô luôn thích thực hiện những bộ ảnh độc đáo, tạo bất ngờ cho khán giả. Kiều nữ tiết lộ cô phải bắt ghế để trèo lên lưng ngựa nhưng không cần bất cứ thiết bị bảo hộ nào khi diễn cùng người bạn đặc biệt. Diễn viên phối hợp trang phục với phụ kiện ngọc trai, kim cương nhằm tôn vẻ đẹp sang trọng. Các xe của chú ngựa bạch này cao hơn tôi, những 40 triệu đồng cho một tiếng làm việc ở studio. May mắn, chúng tôi hợp tác khá ăn ý, ảnh nào cũng chụp một lần là được ngay, không phải diễn nhiều, Lý Nhã Kỳ nói thêm. Lý Nhã Kỳ khoe sắc tóc tuổi ngoài 40 với đồ ngủ. Người đẹp hiện là một trong những quý cô độc thân được chú ý của showbiz Việt. Lý Nhã Kỳ nói cô hy vọng tìm được một nửa phù hợp để có đám cưới cổ tích như nhiều sao nữ, nhưng đến nay ước mơ đó vẫn chưa thành hiện thực. Sau dịch Covid-19, tôi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Tôi cảm nhận mình đang ở độ chín mùi về mọi mặt, biết yêu thương, trân trọng bản thân và sống thật với cảm xúc của mình hơn. Tôi thích giữ sự mong manh, không cố gồng để tỏ ra mạnh mẽ, có thể vui thì cười, buồn sẽ khóc. Thời gian này tuy vẫn độc thân nhưng tôi hài lòng với những gì đang có và luôn tận hưởng từng phút giây trong ngày, Lý Nhã Kỳ cho biết. Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn, tạo mẫu tóc Cu Lê, giám đốc nghệ thuật Trang Nhẹ Nhàng, trợ lý Linh Phạm hỗ trợ thực hiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.